Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, dẫn nhất được kênh Tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá Việt Nam ngày 4 tháng 10 trên kênh Tin mới 24 giờ. Bản tin hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam đón tin cực vui, Malaysia mất 5 sao bự, đấu vòng loại World Cup. Cầu Phượng quyết đổi vận trước ngày về nước hội quân đội tuyển Việt Nam. Hiren Vin biến văn hậu thành quân bài chiến lược. Đội tuyển Việt Nam tái đấu đàn em U22 Việt Nam, giữa đuổi 4 bàn siêu hấp dẫn. Từ Việt Nam đấu Malaysia chơi tấn công là điều xa xỉ. Và bóng thua bạo với Đình Đồng và quyết chính thức nhận án phạt từ VFF. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Việt Nam đón tin cực vui, Malaysia mất 5 sao bự đấu vòng loại World Cup. Truyền thông Malaysia tiết lộ huấn luyện viên Tan Truyền Ho có khả năng mất 5 ngôi sao quan trọng trước trận đấu với tuyển Việt Nam. Sau khi hội quân từ ngày 30 tháng 9, đội tuyển Malaysia gọi lên 26 cầu thủ nhưng có đến 5 vị trí bị chấn thương. Trong số đó đều là những cầu thủ quan trọng gồm Patiban, Sarunsat, Ajahn Anand, Halim Sari, Amir Nasinham. Trong chia sẻ gần đây, ông Tan Chuyên Hầu lo lắng nhất là chấn thương của tiền vệ Amirun Ajan Anan. -an. Tôi hy vọng cậu ấy bình phục chấn thương mắt cá chân. Anh ấy đã chơi tốt trong hai trận đầu tiên của đội tuyển và vẫn đá bình thường ở cúp Malaysia. Nếu như Malaysia có năm bệnh binh, tình hình của đội tuyển Việt Nam cũng chẳng khá hơn là bao khi đình trọng, nguyên mạnh, huy toàn, đặc biệt là trường hợp của Xuân Trường đều dính chấn thương. Trước cuộc tài đấu lần thứ ba tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Tan Chuyên Hầu tuyên bố sẽ tấn công để giành chiến thắng. Vị chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá Malaysia cho biết các cầu thủ của ông đang tập luyện với tinh thần rất cao nhằm giành được kết quả tốt tại Mỹ Đình vào hôm ngày 10 tháng 10 tới. Sân Mỹ Đình là nội ám ảnh với thầy trò Tan Chuyên Hầu, từng hai lần gần nhất thua ở đây. Vòng bảng AF Cup 2018, tuyển Malaysia thua 0-2 và đến chung kết lượt về lại thua tiếp 0-1. Câu Phượng quyết đổi vận trước ngày về nước hội quân đội tuyển Việt Nam Câu Phượng giã từ mái tóc vàng xoăn để mong đổi vận ở đội bóng Bỉ, Sinh Sweden. Công Phượng thay đổi kiểu tóc, anh trở lại với mái tóc đen thuần. Khi gia nhập Sinchudin, Công Phượng để tóc vàng xoăn. Công Phượng đang gặp nhiều khó khăn ở Sinchudin khi phải cạnh tranh khốc liệt để có cơ hội ra sân. Anh tập luyện chăm chỉ và hy vọng có thể báo tin vui cho thầy Park trước ngày hội quân của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Maprise ở trận gần nhất không đăng ký Công Phượng thi đấu, đó là trận thứ tư liên tiếp tại giải vô địch bỉ. Ông gạt Công Phượng khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Không chỉ công phượng phải chịu cảnh ngồi ngoài sân khấu, Messi Hàn Quốc, Lee Seung-gu cũng chưa được đăng ký thi đấu trận nào sau hơn một tháng gia nhập chim Hoàng Yến. Citrudin hiện đứng thứ 10, trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Đội bóng của Công Phượng còn đá ít hơn các đội khác một trận. Ở vòng 10 giải vô địch Bỉ cuối tuần này, Citrudin sẽ làm khách trên sân của Cardiff, đội bóng đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Hiranvin muốn biến Văn Hậu thành quân bài chiến lược. SC Hiranvin đang đầu tư cho Văn Hậu với mong muốn biến anh thành một quân bài chiến lược. Sau một thời gian ở tạm khách sạn, hôm ngày 3 tháng 10, Đoàn Văn Hậu được dọn về ở căn hộ mà câu lạc bộ SC Hiranvin cấp riêng cho anh. Trên trang cá nhân, Văn Hậu đăng bức ảnh chụp nội thất phía trong căn nhà kèm nội dung: "Bắt đầu từ ngày hôm nay là tự nấu ăn, tự dọn dẹp rồi." Căn nhà mới của Văn Hậu được thiết kế hiện đại, tạm thời có một số đồ đạc là TV, bàn ăn và giường. Được biết, căn nhà mới này của Văn Hậu có hai phòng ngủ cùng khu bếp với thiết kế hiện đại. Ngoài chỗ ở, hậu vệ người Thái Bình được Vin cấp xe riêng để tiện di chuyển đến sân. Cùng với đó, Vin đưa ra phương án thuê riêng chuyên gia dinh dưỡng nhằm giúp Văn Hậu tăng cường cơ bắp. Chế độ ăn, thực đơn của hậu được theo dõi sát sao. Ngoài ra, Vin thuê thêm trợ lý ngôn ngữ để hậu hiểu ý đồ truyền tải từ huấn luyện viên, nắm rõ chiến thuật của đội, phối hợp cùng các đồng đội. Việc Renvin dành cho hậu sự quan tâm đặc biệt khiến nhiều người cho rằng liệu Văn Hậu có đang được đội bóng Hà Lan thiên vị. Song trên thực tế, phía Renvin nhiều lần nhấn mạnh Văn Hậu không phải là bản hợp đồng thương mại mà có rất nhiều tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, câu lạc bộ muốn đầu tư nghiêm túc vào cầu thủ sinh năm 1999. kể từ khi chuyển sang câu lạc bộ mới, Đoàn Văn Hậu chưa có trận ra mắt đội bóng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1999 có hai lần đá chính cho màu áo đội tuyển U21, mà trình diễn của hậu được đánh giá rất ấn tượng. Một thông tin tiếp theo, đội tuyển Việt Nam tái đấu đàn em U22 Việt Nam rượt đuổi 4 bàn siêu hấp dẫn. Cũng như trận đấu tập trước, U22 Việt Nam thi đấu rất hay trước đội tuyển Việt Nam cho cuộc tái ngộ tối ngày 3 tháng 10. Tối ngày 3 tháng 10, tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu mang tính chất nội bộ tại sân hàng đẫy. Ở lần đấu tập trước ngày 27 tháng 9, tại Trung tâm Đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U22 Việt Nam đánh bại các đàn anh trên chấm luân lưu sau khi hòa không đều ở hai hiệp chính. Xuân Trường là người duy nhất sút hỏng luân lưu. Kết quả hai đội hòa hai đều. Dù vậy huấn luyện viên Park hang không cho các tuyển thủ đoá luân lưu. Việt Phong Việt Theo là tác giả một bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Bàn còn lại do cầu thủ U22 phản lưới nhà, cũng như trận đấu trước, giới truyền thông không được phép tác nghiệp vào ngày 10 tháng 10 và ngày 15 tháng 10, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Malaysia, Indonesia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Suốt quãng thời gian qua, thầy Park liên tiếp đối mặt với khó khăn về nhân sự khi mất hai tiền vệ quan trọng Ngô Hoàng Thịnh, Đào Mắt, Lương Xuân Trường, Đứt dây chằng. Trưa ngày 3 tháng 10, thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt ở Hà Nội để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, công phượng si Citriden của Bỉ, văn hậu Hiranvin Hà Lan, chỉ về nước vào ngày 7 tháng 10 sau loạt trận đấu thuộc các giải vô địch quốc gia châu Âu. Những cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội tập trung vào ngày 5 tháng 10, muộn nhất là vào sáng ngày 6 tháng 10 sau khi tham dự AFC Cup. Từ Việt Nam đấu Malaysia chơi tấn công là điều xa xỉ. Quý vị thân mến, tuyển Việt Nam sở hữu hàng công chất lượng cao, nhưng vì nhiều lý do, huấn luyện viên Park chưa thể tận dụng hết để biến đội nhà đáng sợ hơn tại vòng loại World Cup 2022. So với thời điểm mới ngồi ghế nóng, Tùy Việt Nam 2 năm trước, rõ ràng lúc này những gì huấn luyện viên Park đang có trên hàng công thực sự chất lượng và mạnh hơn rất là nhiều. Có thể hàng tiền đạo ở tuyển Việt Nam lúc này không sở hữu một trung phong tốt khi anh Đức đang có dấu hiệu đi xuống vì tuổi tác, nhưng sự đồng đều đột biến là khác biệt so với trước đây. Sau 2 năm tập trung trải qua hàng loạt giải đấu lớn nhỏ, các tiền đạo chiến lược gia người Hàn Quốc đang có trong tay đã trưởng thành hơn rất nhiều về kinh nghiệm lẫn chuyên môn. Điển hình nhất sự trưởng thành đó là Văn Toàn, khi đang có phong độ cao, hoàn thiện rất nhiều khả năng dứt điểm bên cạnh Công Phượng, Quang Hải, rồi Mạc Hồng Quân hay là Minh Tuấn. Dù sở hữu hàng công mạnh, hầu hết đều là nỗi khiếp sợ của rất nhiều hàng thủ từ khu vực ra châu lục. Nhưng tới giờ, từ Việt Nam chưa chứng tỏ mình đội bóng có sức mạnh tấn công tương xứng với những gì đang có trong tay. Có thể thấy rõ điều này qua hàng loạt giải đấu, tuyển Việt Nam vẫn chơi đảm bảo sự chắc chắn, nhưng việc tổ chức tấn công vẫn còn nhiều hạn chế, đồng thời cũng bỏ ra nhiều cơ hội ăn bàn. Đó là lý do khiến AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, gần nhất là Kings Cup, hay trận đấu với Thái Lan. Hàng công của tuyển Việt Nam vẫn bị chê, cũng như đầy lo lắng, dù thành tích cuối cùng tương đối tốt. Huấn luyện viên Park Hoi muốn cho tuyển Việt Nam chơi tấn công hay không? Đương nhiên là có, nhưng thực tế, chế lược gia người Hàn đang cảm thấy khá bất lực vì những yếu tố ngoại cảnh. Để bởi thế, các trận đấu tại vòng loại World Cup thực sự lo cho tuyển Việt Nam. Lo là điều chắc chắn khi hai trận tới đây gặp Malaysia ngày 10 tháng 10, Indonesia ngày 15 tháng 10. Tuyển Việt Nam cần chiến thắng hơn bao giờ hết, nhưng những gì đang diễn ra không đúng như mong muốn từ ông thầy người Hàn. Không dễ được tuyển Việt Nam cho tấn công trong bối cảnh mà chìa khóa cho những phương án sút tung lưới đối thủ là Quang Hải chỉ có vài ngày hồi phục thể lực vừa tập luyện trở lại cùng các đồng đội sau khi trở về từ AFC Cup. Không những thế, một cái tên đóng vai trò quan trọng chẳng kém là Công Phượng đang bị đặt dấu hỏi cả về phong độ thể lực. Tương tự thì Quang Hải, tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ cũng chỉ có vài ngày giáp với tuyển Việt Nam mà thôi. Những gương mặt như Mạc Hồng Quân, Minh Tuấn hay cánh chim lạ Việt Phong xem ra cũng chưa thể gánh được sự kỳ vọng từ ông Park. Để bởi thế, muốn tuyển Việt Nam chơi tấn công ở thời điểm hiện tại, e là không thể. Và khi hàng công chưa đảm bảo được phong độ cao nhất, thực sự lo cho tuyển Việt Nam lẫn Đông Bắc trước các đối thủ vừa dễ lại vừa khó như Malaysia lẫn Indonesia tới đây. Vào bóng thô bạo với Đình Đồng, Văn Quyết chính thức nhận án phạt từ VFF. Kính thưa quý vị, phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu vòng 24 V-League, Văn Quyết bị VFF đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp mùa giải V-League năm nay. Theo thông tin trên cổng thông tin điện tử Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Ngày 3 tháng 10, Ban kỷ luật BFF ban hành quyết định số 497 quy đề LDBDVN về kỷ luật cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Nội dung như sau: Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp tương đương một thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết số 10 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội do hành vi phạm lỗi nghiêm trọng đối với cầu thủ Trần Đình Đồng số 16 của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày 19 tháng 9 năm 2019 trên sân Vinh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều này đồng nghĩa với việc đội trưởng Hà Nội FC không thể ra sân hai trận cuối tại V-League mùa này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video, đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.